chết. Ngồi vậy giờ trời xe cấp cứu tới hả? Xe mình mà với gọi em. Ai gọi em lắm chưa? Mệt quá giờ về đây ngồi. Ôi là cái này nó nói gì? Thì quên anh được. Nói vậy. Cái này đi. Ở đâu nó đưa anh vậy? Cái này tư nó mới lên về. Cái này là EDD. Thư mới lên về hả? À, nhỏ lấy về. Cái này nó đi cầu mà. Mà cái hẹn ngày đi làm gì nhỉ? Này EDD, tiền EDD. Em anh mới lên về hả? Con nhỏ mẹ đó. Ờ, mới lấy thư về cho anh hả? Một đống thư về đây hả? Anh thư ra hết hả? Trời ơi, ok, để đây đi em coi. Cái này không nhận cái gì. Thư gác hả? Thư gác. Không biết lấy cái gì. Ờ. Càng. Ê, cho bây giờ con ngồi đây, cái bình oxy đây hả? Xì nè. Thì đi ra đây xách cái bình oxy để thôi. Kéo nó ra nè. À. Vậy trong bệnh viện mới về tối hôm qua. Dạ. Tối hôm qua giờ ra đây ngồi. Có chuyện ba người á, có chuyện ba lần nha. Bữa nay có hẹn mà không biết. Giờ ra ra đi ngồi chuẩn bị kêu xe ba lên tới tiếp. Không, em cũng chung về giờ. Vô anh đang nói chuyện với chuyện về trở giờ. Giờ chở anh về đi hả? Không biết nữa. Vậy hả? Nó đang như vậy. Nè anh cần cái giày đúng không? À. Cái này thư này để đây đi. Để tin nè. Lấy giày mới cho anh luôn á. Lấy đây. Nguyên hộp rồi. Ngon lành. Anh mang xe máy hả? Dạ anh thắng được. Ờ đóng rưỡi đúng luôn. Vừa luôn. Dạ. Vừa luôn giày mới luôn. Giờ này là cửa hả? Hình như là của chị Bân ở Santa Fe á. Để mua. Để gửi cho thằng, để gửi cho mấy anh em á. Đám rửa vừa. Ờ, đám rửa vừa, vừa mới luôn nữa. Vừa đẹp luôn nữa. Với chị gọi hai ba chỗ á. Gọi gì hai ba chỗ? Chỗ ấy, nó cho hoàn hẹn á. Ờ. Mà còn đâu có đâu biết đâu. Ừ. Là buổi sáng này có cái hàng đám rửa đâu có biết đâu. Ờ, rồi cứ không có đi luôn. Không đi. Rồi cái bàn nước buổi sáng cũng có đây mới gọi lại hẹn. Ờ. Có mẹ đi lấy thuốc về. Ờ. Không biết lấy được chưa. Đi lấy thuốc cho anh hả? Lấy thuốc, lấy tiền viện nó về không biết. Được chưa? Nãy thấy là mẹ mới đậu xe đó hả? Dạ. Yeah. Giờ em anh Hoàng đâu? Đi Mỹ á. Về tới vợ, nói về, đang nói chuyện với cái khách hàng gì này, về tới vợ. Ừ. Ờ. Mang vô luôn hả? Mang luôn. Ừ, vậy mới mang luôn đi. Mình nút lên luôn, mang luôn, lọt về cũ được đi. Ừ, cái đó cũ rồi, cũ quá rồi. Đó cũng tắm rửa hả? Dạ. Nha, có vậy mới ngon lành ăn luôn. Kéo gì là mệt đấy, thôi đó. Hả? Kéo gì cũng được luôn. Ờ, anh mệt hả? Kéo vậy mệt lắm hả? À, đúng rồi, không có hơi mà. Ê, dạ, được không vậy? Tại đôi vớ anh nó dậy quá, đôi vớ bệnh viện nè. Dạ, được. Không có vớ phải không? Có. Không nhà. Đưa đây tôi gỡ ra cho nó rộng rộng chút. Hôm ngày hôm qua. Nó hôm qua sao? Hôm qua kia gặp bà với em bồ bà. Ờ. Bà nói là cái chế hầm chủ hàng á. Bắt bà á. Ừ. Phòng. Ờ à, đúng rồi. Không em nói em cho mượn. Cho mượn cái bồng mướn chị nè. Ừ. Mà không biết làm sao không biết. Không, mướn lấy phòng cho bà rồi. Anh gặp bà hôm qua hả? Hả? Nghe em gặp. Ờ. Đúng rồi, chỉ muốn việc làm á, phải bắt bỏ có phòng ở người ta mới muốn, nhưng mà ta cho tháng trả tiền phòng á. Rồi cái thằng boyfriend bà sao? Anh không cần cột vô nhiều. Thì bà nói giờ ông boyfriend bà chịu ở mình. Anh đâu biết đâu. Hả? Ừ. Ủa về không vậy hả chồng? Vừa luôn hả? Nè. Bác sĩ mới gọi hai ba chỗ á. Ai? Bác sĩ. Ừ. Gọi ai? Gọi anh á. Ờ, bác sĩ gọi anh hả? Ủa, bác có bệnh dịch à. Gọi anh làm gì? Gọi hai cái hẹn ngay vậy. Ờ, hẹn. Trời ơi, giờ ông nói chuyện nói cũng ra hơi nữa kìa, đừng có nói nữa. Nói vậy nặng lắm hả? Ôi, đẩy xuống đây không vậy? Ừ. Anh không có cần cọt chắc quá. Anh cọt chắc quá rồi, nó mang nó chật lắm. Đây của khán giả cho tiền nè. Mà em có ghi cái tờ giấy em nhớ tên hai người. Còn người nữa mình mới làm cái gì.
không nhớ tên. Có khi miếng giấy này giờ không biết miếng giấy được ở đâu. Không nhớ tên. Ngày hôm qua mới này nó không cho về. Không có này đi về làm sao được, phải không? Đi về lỡ thở không được thì sao? 8 giờ của em á, má mình này không cho về. Đó, về bệnh khổ. Sao không nhiệm em qua anh tắm nước khỏe cho đời nó mệt quá không biết. Qua tắm cho anh hả? Anh tự nhiên tắm. Không thấy mệt gì vậy, thấy mệt. Giờ sao mà thấy mệt? Trời, giờ kiếm tờ giấy không kiếm được, không nhớ cái tên. Không nhớ cái tên thì em... Ở đây nè, em nhớ tên hai đứa, hai người. Mà em gửi cho anh Hoàng nè. Có một cái em gấu ở bên Hàn Quốc á. Cái em là tên gấu vậy thôi. Là gửi cho anh Hoàng Trâm ha. Rồi em bé Lan ở Đài Loan, gửi cho anh Hoàng Trâm nữa. Rồi một cái anh này là như là kêu anh Thanh Nguyễn hay là Thanh Nguyễn hay gì đó. Ở San Jose. Thanh Nguyễn đó, hình như Thanh Nguyễn này là con gái quá ở San Jose. Em có kiếm giấy mà em để đâu quên nè. Là cho anh Trâm nữa là tổng cộng anh có được 300. Yeah. Ha, rồi nè, nhận 300 rồi gửi lời cảm ơn mấy em đi. Yeah. Gửi lời thăm mấy em với mấy chú. Để giúp đỡ cho Hoàng. Đã gửi tiền cho anh Hoàng. Thì có gì Hoàng phụ cho em trả tiền nhà gì đâu. Cảm ơn các anh chị. Mình muốn giúp đỡ Hoàng. Trời, không biết nói gì hơn nữa. Nói chuyện ra hơi, đừng nói nhiều. Ông đang ngồi đây á, là ông nói gọi cho thằng, ông kêu thằng chạy lại đây, ông xin đôi giày. Rồi mới đem lại đôi giày cho ông. Rồi xong ông nói là đang ngồi kêu xe chở lại đi á, nói chuyện không ra hơi nữa. Mà cái bình oxy gì để đây nè. Bình oxy để gắn thở nè. Bây giờ nói không ra hơi nữa, đừng nói nữa. Nói cái đó mệt lắm. Thấy ông thở còn không ra hơi nữa kìa. Ăn cũng ăn gì? Hồi sáng thì ăn gì? Không nhầm nữa, đợi không nhầm nữa. Khỏi hay là ăn chút nữa mình đi à. Nhầm chút nữa mình đi. Dạ. Yeah. Ngồi đây thở không nổi rồi nè, tội nghiệp không? Ra đây ngồi cho nó mát hả? Dạ. Yeah. Mùa nóng tới rồi, cái chỗ của anh ở đó ngộp, em thấy nếu anh nằm đó ngộp lắm luôn. Nó ngộp chịu không nổi đâu. Anh làm trong sáng ngồi đó mới và nớt đó. Nếu phải tới ba hoài thuốc men mà chưa có. Mình nãy con mẹ đi lấy, không biết lấy gì được chưa. Thấy bà mẹ chồng kìa. Vừa nãy đi ăn á. Hôm nay nó cho ăn rồi. Ăn gì rồi? Ăn ngày một cơm với một canh. Ăn được không? Ăn quýt. Ăn nó có thở. Dạ. Này nấu cháo rồi ăn chứ. Dạ, ăn cháo cũng đã. Nếu dạ. Không có cháo mà ăn cũng thở. Ăn không được, ăn nó không được. Ăn nó phải thở, ăn không thở. Ăn nuốt vô khó thở. Ăn no vô cũng khó thở lắm. Tôi dĩa là tối nằm ngủ. Ngủ hoài á, ngủ á, nào đói. Mình dậy á, chín đoạn. Chúng em cứ lên thăm mấy ngày, cứ lên thăm mang đồ lên mà không thấy lên. Bạn á, thì ngày em qua lên là ngày em qua đằng về luôn. Chỉ cho em cho miếng cơm với miếng đồ ăn thôi, với sáng thì đâu biết ăn đâu. Miếng ăn cái gì mà thấy ngon cái là ta nói xem biết đi thôi. Không có rồi chỉ mang nói cho mẹ rồi tao ta cho ăn cái gì ăn đó. Cái này là cái tạm nha. Thỏ tạm thôi hả? Cái này là đi vòng vòng mới được. Còn cái này cầm đi vòng vòng được không? Cái này kéo vòng vòng nữa. Kéo luôn vòng vòng được. Nhưng mà anh đi anh kéo này em cũng mệt chết luôn, sao kéo nổi. Kéo nổi. Ủa cái này tờ giấy anh dục hả? Giấy nặng nặng nha. Nặng nặng nha. Rồi ngồi ăn mấy đồ lặt vặt với uống sữa vậy thôi. Dạ. Yeah. Trời ơi. Bánh. Ăn bánh vậy đó. Rồi ngồi giữa đường vậy đó. Ăn bánh hết đó. Rồi nếu đi là lấy bỏ vô trong vỏ. Lấy bỏ vỏ bỏ cụ đây. Ừ. Rồi kêu mẹ đang kéo đi. Mẹ kéo đi. Kéo vô. Ban ngày thì bà mẹ nó phải coi. Có ngày mua rồi nữa. Bà chán đưa cho bà nớt cái bà, rớt cho bà. Bà đi tá, bà coi. Bà coi cái giấy mà mua ngày qua đây.
để làm nết không đó. Ừ. Anh nói là có kêu em nó gọi cho anh sớm. Ừ. Bởi anh hơn gì á. Để xin để... cái ở anh đi cho nết xong hôm hả? Không, không vô đâu. Anh không vô đâu. Ừ. Em nó bị dính ra mà. Dạ. Coi như là làm để ở ngoài xin cái hao sinh thôi. Phải không? À. Xin hao sinh không? Thì ở cái phòng có phòng đi vô ngay chữ ghế là vô cái vô nó là có phòng đang làm trong nó thành trong đó. Ừ. Mà nó có quay cũng chưa được đấy. Mà nghĩ không có ai nghĩ không có tồn tại không? Lâu. Không sống lâu hả? Đúng rồi. Càng ngày thấy cái hơi thở thấy càng mệt đó hả? Càng ngày thấy hơi thở ghê lắm. Chúng mình đi ra mà ra tới xe đó hả? Là đi hết nổi rồi. Không thở là đi phải nghỉ hai ba chặng á. Ừ. Kệ gắn vui vẻ lên anh không sao đâu. Nó đi sớm sớm cho mà em đỡ. Trời ơi vậy đó hả? Đi sớm cho em nó đỡ hả? Dạ. Dạ. Tại vì tự nghe lo. Lo. Vì là cũng không trông, không yên nữa. Ừ. Mới làm quả vô là nó không bắt rồi. Chạy gì nữa. Dạ. Mới quả thì á. Ừ. Nên đang đâu, đang ngồi trước nhà. Vô về liền á. Nói chuyện với chủ cũng về liền á. Ừ. Nói là chạy về để kêu chở anh đi ha. Hả? Để chở anh đi. Vậy qua anh chở anh đi á. Ừ. Vậy qua, thôi đang ngồi đâu, không bể đâu, không bể nhà á. Đó. Nên đi làm. Ừ. Đâu có ai, đâu có hai anh em thôi. À. Bà Lý rồi em cho mượn cái địa chỉ á. À. Mà bà Lý, bà không biết, nghe em nói vậy. Thì nói bà cho mấy ngày. Vậy hôm qua anh cũng gặp bà hả? Nghe em điện chỉ. Ừ. 37, 21 ngày. Bà bảo đảm một bà mà bà 34 ngày. Bà bảo này này cũng bay dũng á. Quánh hả? À? Ủa có quánh hả? À? Bả ta tươi luôn á. Ủa thiệt hả? Ừ. Cái chung á, tới qua mà gửi số ra mới nhận được, mà gửi số ra nhận được. Ừ. Cái nói xong gọi hồi về cha. Bò nó chửi, nó bay, cúp luôn giờ không được gọi nữa. Ngày tới giờ không nói chuyện nữa. Chị à, chị nói, anh đừng có làm phiền người ta. Nó làm phiền đâu. Ừ. Cần tiền thì em hỏi em đưa, cũng cho em hồi tiền ngoài. Ừ. Nó gọi à. Rồi con này cũng em luôn. Ừ. Bên này không mụ thì sao nữa. Cái gì? Về sáng vừa không trả lời, về trả lời. Giờ này ít lắm. Hả? Thì giờ này ít lắm. Ờ, cứ ngu đi, ngu chứ nó ngoài lại kia. Còn đang đâu? Đây, chứ nhà đi làm gì? Khỏi đâu? Đi làm chưa về, thấy về, kêu đi, cái chuyện chủ chạy về, chưa chạy về. Cho nó lấy về làm cái lô cho anh đi. Cho được mấy ngàn xài. Đâu làm con gì? Thì kêu ông Thủy đó. Lấy lô gì? Thì anh cứ kêu ông Thủy đi. Em là ok. Ừ đúng rồi, lãnh là nó cho lại nha. Từ hồi lúc upline mà anh định tới giờ đó, là tính nó cho lại gì đó nhiều lắm á. Nếu mà tính mà upline cho anh là mấy năm trời đúng không? Ồ vậy hả? Upline từ đó là hả? Anh không biết luôn. Nhưng mà vậy nhiều lắm á. Anh Hưng nó upline đây nhưng mà 1-2 tháng rồi. Ừ. Còn mà upline lâu lắm rồi, upline bà lì lắm rồi, bà lì lại lãnh chung quanh đó. Ừ. Không biết sao mà tình tại sao mà nhà sư nó cắt đứt. Ừ. Nó cắt đứt rồi bà với anh ta. Hồi đó bà lì lì là chăm sóc anh đó, lãnh cái tiền đó. Hồi trước không biết nữa, hồi trước là bệnh viện ở eo không nổ cắt quả ra đó. Ừ. Đó hỏi anh mới hỏi mày biết cái con tên Thúy Mai đó. Thúy Mai Trần Mai Lệ Thúy không đó. Ừ. Ông Lý Lì Thúy với ông nhớ nhớ cái nó bây giờ cái hồ sơ mày tao sẽ tách ra không có ai ở chung với đó anh cũng vậy bây giờ không còn biết còn rồi còn phút tay phút điện cho ra anh cho thằng không cho thôi. Ừ. Chúng em lại chim bút em nó không biết chinh luôn. Bây giờ xin được không thấy chinh luôn. Ờ chỉ cũng không thanh luôn không biết anh không biết luôn. Bây giờ về lãnh chúng em có mấy trăm á. Ừ. Hai anh em có mấy trăm á bây giờ đi mua rồi hết luôn. Yeah. Mà
Dạ ra mua đồ quá trời để một phòng để cho anh á. Ít tem đi, tiền đi chợ cũng đỡ lắm à. Mua cho anh, mua đồ cho anh nè. Mua nước, mua đồ hộp để mua đồ ăn cho nằm. Dạ. Còn cháu đói thì kêu đói thì cũng chạy ra nó mua, ra kêu mẹ nè. Chạy ra mua cái này bóp á, mua cái số năm chua. Cái vậy. Dạ ăn. Tối nửa đêm khi đói bụng hả? Khi đói cái gì có cái đảnh đi. Còn mà thật ra con mẹ đi nhiều hơn. Nó chạy đi lắm. Đi là nó mất công lại đi ra ngoài. Đúng rồi. Anh đi nửa đêm rồi đó. Thở không được sao? Là anh rủi cầm cái sách gì mà nhau nè. Anh đi ra bị rồi à. Ra đó là mệt rồi đó. Ở đó đó, tán ở đó đó. Anh ngồi nó gọi luôn. Trời. Không có anh gọi. Là tới cái sách cái vỏ đi à. À cái vỏ, có gì cái gì à, nặng đó mà anh mệt rồi, tưởng làm sao anh thích nổi. Nặng quá. Anh bỏ cái gì chẳng nặng không được. Không có gì đó. Đâu con em quay rồi. Tôi quay chứ. Không có gì đó nè. À. Không có gì đó. Mà sao thấy nặng quá vậy? Không có gì đó. Anh đã mệt rồi mà anh xách nặng vậy không được đâu. Ôi trời ơi, không dạ. Được. Anh bỏ cái cục sách gì trong đây dữ vậy? Dạ. Thiệt à? Cái này là giả hả thiệt? Thì con em đi gửi. Đem đi đâu gửi đi, anh gửi. Anh gửi gì đây nặng, anh chết luôn sao gửi? Không có gì đó. Ở trong đó không có gì. Anh đã bệnh, anh đã mệt rồi mà anh gửi gì sao gửi được? Thiệt chứ bọn. Có hai bình nước nữa. Chứ gì mà chưa nặng vậy? Không có gì mà nặng thế. Trời ơi, đá bệnh không có hơi rồi mà quải cái vỏ cho nó nặng như vậy. Đâu có được, quải gì mệt lắm. Tiền không bỏ vô túi để gì, cái chừng rớt mất à. 300 thôi bỏ vô túi áo lạnh, kéo đi kéo lại đi. Không biết còn có bà già Việt Nam mà không. Lâu này cũng không biết như là sao luôn. Bà già Việt Nam sao? Má bên Việt Nam hả? Mấy, 56 rồi. Giờ không có liên lạc với bà luôn hả? Không. Má ruột luôn hả? Má nuôi chết rồi. Trời ơi, bây giờ người ngồi đây nếu mà mệt quá thì kêu xe tới. Mày nãy con mẹ kêu mày đi vô nhà rồi. Xe vòng vô cái vòng mấy cái này vô. Chú ăn lên, tăng lên giờ. Tại anh mua rồi, mua cho mình một giờ. Đi làm mua cho rồi ăn, mua cơm, mua miếng canh. Rồi nó ăn. Nhưng muốn đi làm. Nãy gọi cô hỏi đang đâu đi làm. Giờ anh đâu đang về nhà. Đang ngồi ngoài đường. Đang giờ anh ngồi ngoài đường giờ này, ở đây nắng nè. Chưa nó mát. Nó tính mua cái dù để người đó cho anh. Để ngồi đó. Nắng nó mờ ngồi mát. Với lại mai mốt mùa sao nóng. Nó về được không? Mùa nóng tới thở không có được. Bà nội nó về. Ai vậy? Ai chở? Mà ai chở chị vậy? Bồ nó. Bạn trai nó. Em ổng không chửi bà nội. Nghe anh là em về liền á. Hỏi nó gọi bác sĩ với anh đó. Bác sĩ gọi. Anh đâu biết anh, nói với anh nhưng đâu biết đâu. Bác sĩ gọi hả? Hai ba bác sĩ gọi luôn. Rồi bác sĩ rồi nhà thuốc tây gọi luôn đó. Vậy anh về là bệnh viện cho anh về hay là anh xin về? Bệnh viện cho về chứ bệnh viện nửa nó muốn cho về, nửa nó không muốn cho về. Tại anh về nó phải có bệnh này mới cho về nè. Phải có oxy mới được, nó đứt hơi bất tử đúng không? Sao tại sao mà ở bệnh viện anh? Nó khỏe mà cháu à, về nó bị à. Bệnh viện khỏe tại vì cái không khí nó mát anh, nó thoáng. Vậy anh về vậy thôi. Nhưng mà anh về em nghĩ là anh đi tới đi lui xung quanh rồi nè. Đi nhiều đâu được, còn trong bệnh viện. Đâu đi đâu. Anh nằm chỗ. Ở đây cũng nằm chỗ thôi. Với đường mới em lết ra ngồi thôi. Mà trong viện anh thấy khỏe? Không biết nữa. Bệnh viện ăn nằm. Ăn nằm thôi. Nằm ngủ có phim, nằm ngủ mở nhà có phim thôi. Vậy thôi. Mà về đây thì mệt, cứ đêm mà về sáng là mệt. Về đây là mệt rồi kìa. Mà hồi trước không bị mà sau này nó bị lại. Mới tại sao? Để em quên lý do sao bị. Vừa rồi anh ở bệnh viện tắm rửa nè. Cũng bình thường nè. Về đây là nặng. Ừ.
làm vậy. Đi làm về hả? Dạ. Nhà mình rất là vẻ. Mình muốn là làm gì là năm đầu đi chợ nó không đi. Ừ. Đi chợ kêu này đi là mẹ đi. Còn ừ. Mà nó đi là con đêm mà đi đâu á. Là cái con mẹ đó đó. Mày qua anh ta nha. Ừ. Kêu mẹ. Bà mẹ ở đâu? Bà mẹ ở gần trong phòng đó luôn hả? Hả? Bà mẹ á, bà ở đâu? Mẹ nó đang làm thôi. À. Nhưng mà buổi tối nó cũng ở đây luôn. Buổi tối nó ở phòng ngoài. Ừ. Phòng ngoài. Hay là ngủ cái ngủ bên cái chỗ mà em gái anh á. Ừ. Cái anh giường nó cái ghế. Rồi mọi thằng mọi bên nó ngủ ở đây. Ừ. Là ngủ ở đây. Những gì nó làm trong cái phòng á. Ừ. Anh muốn ở đâu ở. À. Nó muốn ở đâu ở, muốn ở. Mình ở cái bôi hôm được ra ở cái phòng được. Ừ. Mà nó cái chỉ mà nó được sáng á. Có cái phòng mà em làm xong á. Mà nó có công tử á. Có người Việt Nam luôn á. Là nết hả? Nết người Việt Nam hả? Dạ. Đó là giống như nết chính luôn á. Ừ. Nó nghĩ nó nghĩ thời gian còn lại. Không sao đâu, đừng có lạc quan lên, vui vẻ lên. Lạc quan nhiều lắm rồi. Lạc quan nhiều lắm rồi hả? Sức càng ngày sức khó sức. Không có sức, không có hơi thở. Thở không có như là. Còn ở trong nhà ra tới ghế là phải ngồi nha. Ừ. Ra tới cây phải dựng cây à. Ừ. Là mỗi lần đi đâu á mà là anh đem xe ra trước đi luôn. Xe nào để anh tới ngay cái đằng đỏ là đi ra anh đợi đó. Ừ. Đi. Không phải chạy nào. Không phải. Chạy chứ về nữa. Ờ, nhưng mà sao không thấy trở lại? Làm gì? Không biết. Không qua xe gì vậy? Chứ làm gì? Chắc còn làm gì? Uống sữa chưa? Sữa để vậy rồi anh uống chưa? Chưa, uống nữa. Thôi. Sữa này cũng trong bệnh viện lấy về. Dạ. Yeah. Cái này là anh cho mình. Ừ, anh xưa. À, bữa về quên chinh đó. Mai mốt đi gặp bác sĩ nét chinh đó. Ừ. Cho loại này mấy loại này là kia rồi nó như nó bắt mình mua vậy, nó không cho mình rồi, nó không cho đâu, ở ngoài nó không cho đâu. Ừ. Tại cái loại này ở ngoài này trong bệnh viện mỗi ngày nó phát cho anh chai hả? Có ba chai. À, ba chai rồi nếu mà nó không uống thì còn dư. Ừ, không có còn dư. Ừ. Bữa kỳ nào đang làm lâu thì nó ba về mười bình, 15 bình đó. Tại vì ngày ba chai. Trời không làm rồi. Ê! Quay vô coi! Đó, tới gì đó. Bà hãy nói tâm lý tới rồi. Bà đâu? Không phải. Dạ. Hai chồng bà mẹ. Cái gì mà y đi rồi hắn kêu, hắn kêu anh đập phiêu lại á. Ừ. Tiền y đi, tiền thất nghiệp của anh đó hả? Ừ. Hồi đó cho anh là 900 một tuần á. Một tuần anh được 900 á? À, hai tuần chứ. Hai tuần 900, ờ. Cái đó bao lâu rồi? Hả? Cách đây bao lâu rồi? Không biết cái bà làm sao. Chắc nó kêu apply lại hả? Để về em coi mấy cái giấy đó lại đi, có gì em báo cho anh biết. Không biết nữa, trong con em nó kêu làm cái ID gì đó. Ừ. Mà con em nó không. Có làm. Anh đi làm ID của anh chưa? ID có hết. Ủa. Thì hai vợ chồng vô rồi. Hai vợ vô. Dạ. Chàng ơi, chàng ngồi thở vậy đó. Thấy khổ quá, sống mỗi ngày gì đó, khổ quá anh Bêu. Bác sĩ gọi em có hoài là bác sĩ chưa? Ai có bác sĩ gọi á? Có,
Ai đây bác chịu không? Dạ có. Con em á. À hả? Em nuôi á. Thấy em biết. Hồi đó nói anh á. Về đây ở với em giàu quá, em nghèo quá, em giàu. Em giàu cũng ở với em. Nghèo cũng ở với em. Không, anh đừng nói em giàu em đi à. Nó mở anh giàu anh chạy. Anh mà em mà giàu anh chạy anh quánh dễ cho á. Nó vậy. Khi người dân đó, sống tình nghĩa còn hơn anh em ruột. Nên mỗi lần anh đi chơi, anh chơi đi chơi hồi, anh chơi chơi mời nó đem gọi con á. Anh đang ở vậy. Về chưa? Về chưa? Về. Ở đâu? Hay chú về? Đi xuống suối chơi. Chú kia trở về, cho người chú trở về. Rồi có tiền á, xin nó cho. Xin cho 50, 70 trăm câu hỏi. Hơn còn hơn em ruột nữa. Nên mỗi lần nói là, đừng bây giờ xin em ruột, đừng bây giờ làm phiền người ta nữa. Ra nói là làm phiền. Dạ, đôi khi nói gì chứ người dân mà sống thương với nhau á, sống tình sống nghĩa còn hơn em ruột, hơn anh chị em ruột. Còn như gì vừa rồi hai anh đâu có tiền đâu. Vậy hả? Không có. Người ta cho được đâu ít chứ. Cái anh chị nó nữa người ta đi làm có tiền với anh nữa. Cái anh sống bây giờ cũng về con kia nữa, con kia là có con á. Có chồng á. Có tiền mượn 200. Anh cho mà cũng cho. Hai anh sống đâu có tàn tàn. Em nói kệ nó, chứ còn cái gì mà nghèo cũng nghèo đâu, chúng nào cũng có ăn đâu. Có ăn đủ rồi, có ăn được rồi. Dạ, bệnh thì có bác sĩ lo. Ở đây cũng vui lắm, ở nay mà em vui lắm. Không có buồn chán, không có giận giờ. Làm, còn đi chơi. Nó cũng thích cho anh đi chơi. À, chơi có lúc có khúc rồi mà chơi lúc nào cũng đi á. Đi thì về, đi bây giờ về. Đi chơi thì anh tự kéo cái vỏ anh đi vậy á, anh quải đi vậy. Anh bỏ vỏ lên chiếc xe với mẹ. Mà chở tôi đâu xuống, tôi lì xuống xuống dưới bệnh viện á. Bỏ xuống đó. Nó là về cái đó gọi về. Trời. Giờ đi vậy nổi nữa, giờ đừng đi vậy nữa. Hả? Giờ đừng có đi vậy nữa. Đi giờ đi vô khỏe. Đi đâu khỏe đâu, anh thở không có cái hơi á, anh đi vậy nó mới mau mệt nó. Ngoài hồi xưa anh đi thôi, anh đi nó không thở nha. Anh cũng kéo xe đi không thở. Hồi xưa tại sức khỏe nó còn. Nó mới bông dây đẩy xích vô chút kìa, thụt ra lỗ mũi, đẩy xích vô. Mới năm vừa rồi nè. Năm nay á, anh từ bệnh viện anh nói từ hồi theo á. Anh không có cái xe đẩy mà anh đẩy đi mà đâu có gì đâu. Mày cứ ngồi mà cái này sao á, chưa biết nữa. Tại sao bây giờ là cần cái máy này? Không gì nữa. Mà bác sĩ nói anh là không có cái máy này á, là không có cho anh đi về. Đúng rồi, không có cái này sao thở. Tại sao cái hơi anh mắc như có cái giấy mùi gì á, như đó. Nó cho anh là giống như là chuẩn bị mổ thay cái gì á, mà nó mổ. Hay là cái tim? Không biết nữa. Bác sĩ cũng bắt đầu không biết cái bệnh gì. Bác sĩ cũng lắc đầu. Bác sĩ cũng không nói mình biết. Nhưng mà nó muốn mất hơi là nó mất hơi. Không có hơi thở á. Ừ. Vậy hả? Nó mất hơi. Trời. Bây giờ anh nằm ngủ gì mà anh ngồi dậy anh tiểu đâu cũng là mất hơi. Đưa thở nó mày. Mày tắm cái là mà anh nội nó 10 bác sĩ phải đó chạy vô á. Vậy đó. Là đi tắm là bắt đầu bác sĩ chạy vô gần rồi đó. Là mất bác hơi á. Nó chạy vô ghê không á. Chạy vô, nó là kẻ ra đi ra ngoài luôn á. Mà ngày hôm qua là con nói nó cho anh tắm bầu cái ID á. Cho anh tắm. Anh thấy không có mệt nha, anh ngồi anh tắm từ do tắm từ từ á. Mà không thấy mệt. Mà về đây rồi thì nhìn thấy mệt. Về đây cái không biết được sao. Lúc anh về là... Nhưng mà trong bệnh viện cũng uống thuốc mỗi ngày. Đúng rồi, đây không có thuốc sao á. Ở đây về đây cũng uống thuốc mà. Không có thuốc. Nhưng mà vậy cái thuốc mấy bữa anh uống làm sao? Bây giờ mẹ đi lấy nè, mà không biết có chưa, anh chưa biết nữa. Cho nên phải uống thuốc gì không? Có là uống rồi, con em nó chứ nó chưa hỏi mẹ nào uống thuốc à. Dạ. Mẹ anh về đây thấy cảm thấy mệt. Thôi giờ đi vô cho khỏe đi, chứ giờ ngồi đây nắng làm sao chứ. Kêu bà mẹ phải ra bà kéo vô hả? Anh đổ xe ngoài đường, sợ thêm
đi có bể hồ đó. Ai lấy vô đây? Con mở ra, con vô ra lấy. Còn cái này. Lấy bọc dài vô. Lấy cái hộp dài vô. Cái nào? Cái hộp đó. Rồi lấy vô đựng nhé. Nè nè, xách đồ cho anh Hoàng giùm con. Dạ. Lấy cây đúng kia vậy? Ồ, cây này đẹp đi. Thôi, đẹp gì giúp đi. Nụa ghê quá, gì cũng đi lượm ra lắm. Rồi cầm cho ảnh đi, nặng muốn chết. Ờ, cầm đồ này cho ảnh đi. Đưa cái vỏ cho nó cầm giùm đi anh Hoàng. Cầm cái bát phạt kìa, cầm cái vỏ cho ảnh đi. Chai sữa nè. Ấn độ. À ok. Nè nè, bỏ này vô lấy.